Chào mọi người, mình là Thi đây. Thế nào hôm nay mình lại thèm thịt nướng. Mua liền về 2 miếng ba loại nè. Cắt thịt ra tảng lớn và ướp chung với hạt nêm. Thêm 2 muỗng đường, nửa muỗng ớt bột. Thêm nửa muỗng tiêu và 1 muỗng tương ớt nữa. Mình cho vào 1 muỗng nước mắm và 1 muỗng sốt sa tế cay nữa. Trộn đều và để thấm gia vị trong 2 tiếng. Để qua một bên và bây giờ cùng mình làm nước chấm nha. Mình có 2 tép tỏi, 5 chai ớt, 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, thêm 10 ml nước cốt chanh. Cuối cùng là 1 ván nước lọc và xay nhuyễn. Thịt nướng mình thích ăn với sốt này lắm luôn á. Sau 2 tiếng ướp thịt thì mình sẽ nướng vào nồi chiên không dầu nha. Set ấp nhiệt độ 160 cho 10 phút. Và đây là thành quả của mình nè. Có dùm mì không mọi người? Mùi thịt nướng thơm nước mũi luôn á. Cắt thịt ra và chuẩn bị ăn trưa thôi. Chuẩn bị thêm một ít rau ăn kèm nữa nè. Có kim chi luôn á nha. Lấy miếng rau salad, cho thịt nướng lên nè, thêm dưa leo và kim chi lên nữa, cuốn lại và chấm ngập sốt. Ai không ăn cay được thì chấm ít sốt thôi nha. Mình thì ăn cay cũng được lắm á. Mình thích những món siêu cay như thế này. Ăn kèm với rau như thế này sẽ không bị ngán đâu nha. Thực ra ba loại mà được nướng trên than sẽ ngon hơn nhiều á. Mình ở Sài Gòn nên nhiều lúc nướng than cũng hơi khó á, nên sử dụng nồi chiên không dầu luôn cho tiện. Còn đây là cái mặt thỏa mãn của mình khi được ăn thịt nướng nè. Vì chứ món thịt nướng này mình ăn bất chấp luôn á. Nếu chưa biết ăn gì thì coi hết video này của mình nha. Bye bye mọi người.